Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2021. Sáng nay tại xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức khởi công công trình đường Lục Yên đi Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đoạn từ xã Tân Lĩnh đến xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Dự lễ khởi công có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công trình đường nối huyện Lục Yên đi huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai có tổng chiều dài 13,6 km, chiều rộng nền đường 6,5 m, quy mô đường cấp 5 miền núi, tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến từ xã Tân Lĩnh, điểm cuối tuyến tại vị trí giáp danh xã với xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, thuộc xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên. Công trình do liên danh 3 nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Gia, công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Thịnh, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sơn Tùng đảm nhận thi công. Để có mặt bằng thi công tuyến đường, người dân hai xã Tân Lĩnh và Minh Chuẩn, huyện Lục Yên đã tự nguyện hiến trên 26.000 m2 đất, chặt bỏ trên 5.000 cây có giá trị, tự nguyện tháo dỡ trên 500 m tường rào kiên cố và nhiều tài sản có giá trị khác. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc hiến đất, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để công trình được đầu tư đảm bảo đúng quy định. Để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nâng cao đời sống cho người dân, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Lục Yên, đơn vị chủ đầu tư và các nhà thầu thi công phối hợp làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng để nhanh tiến độ thi công thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành dự án không quá 9 tháng kể từ ngày khởi công. Cùng với công trình đường Lục Yên - Bảo Yên, tỉnh Lào Cai được đầu tư xây dựng hôm nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái cũng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên tiếp tục phát huy hiệu quả các công trình hạ tầng đầu tư khác để xây dựng huyện Lục Yên ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho hai tập thể và ba cá nhân có thành tích trong việc hiến đất và công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Lục Yên - Bảo Yên - Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi và kế hoạch phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới, năm 2021, huyện Yên Bình đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện triển khai mô hình canh tác lúa tái sinh tại xã Mông Sơn với 52 hộ tham gia trên diện tích 3,5 ha, gồm giống Nhị Ưu 838 và Thái Xuyên. Đây là giống lúa ngắn ngày có chất lượng gạo ngon, có khả năng tái sinh mạnh và có giá trị kinh tế cao. Mô hình canh tác lúa tái sinh là phương pháp tận dụng mầm ngủ còn sống trên gốc mạ sau khi thu hoạch lúa vụ trước. Gặp điều kiện thích hợp về nước, nhiệt độ, ánh sáng và chất dinh dưỡng, các mầm phát triển thành nhánh tái sinh cũng như trổ bông và cho thu hoạch thêm một vụ. Theo đó, các hộ tham gia thực hiện mô hình được hỗ trợ một phần phân bón. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Bình đã tổ chức tập huấn kỹ thuật thâm canh lúa tái sinh cho bà con, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 6 2021, qua đánh giá sơ bộ, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải có 302 hộ đủ điều kiện thoát nghèo, đạt 41,37% kế hoạch tỉnh giao, đạt 37,42% kế hoạch của huyện đề ra. Để giảm nghèo bền vững, huyện Mù Căng Chải đã hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho 86 hộ với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ 41 hộ chăn nuôi quy mô 3 con lợn nái và 20 con lợn thịt trở lên, 4 hộ chăn nuôi quy mô 5 con lợn nái và 50 con lợn thịt trở lên, hỗ trợ 15 hộ chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên, 7 hộ chăn nuôi gia cầm quy mô từ 300 con trở lên và 18 hộ chăn nuôi dê quy mô từ 30 con trở lên. Cùng với đó, huyện đã đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, giải phóng mặt bằng, khai hoang ruộng bậc thang. 6 tháng đầu năm, huyện Mù Căng Chải đã triển khai xây dựng 25 công trình, trong đó 2 công trình chuyển tiếp, 23 công trình khởi công mới với tổng kinh phí trên 95 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã giải ngân trên 25 tỷ đồng, đạt 26% vốn kế hoạch giao. Từ nay đến cuối năm 2021, huyện Mù Căng Chải sẽ đẩy mạnh các giải pháp nhằm giảm 7,11% hộ nghèo, tương đương giảm 807 hộ. Phấn đấu đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn gần 25%.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021 với chủ đề hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái đã tăng cường truyền thông đến bệnh nhân, sản phụ, người nhà bệnh nhân các kiến thức cũng như biện pháp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con năm nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực với mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng thực hiện mục tiêu loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030 đã được đề ra trong chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Bệnh viện đã tăng cường tuyên truyền, trong đó tập trung vào đối tượng phụ nữ mang thai, vợ của những người nhiễm HIV trong độ tuổi sinh đẻ về lợi ích của xét nghiệm HIV và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm. Tuyên truyền giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình xã hội trong dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Khi vào viện thì là tôi được tư vấn làm xét nghiệm HIV ạ. Thì là qua quá trình làm xét nghiệm và tư vấn thì tôi hiểu rõ thêm được cái vấn đề về phòng tránh từ mẹ sang con. Các biện pháp phòng tránh từ mẹ sang con. Và tôi đồng ý làm cái việc xét nghiệm đó. Người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi đều được các y bác sĩ tại đây tuyên truyền về lợi ích của xét nghiệm sớm HIV cho phụ nữ mang thai. Lợi ích của điều trị ARV sớm cho người nhiễm HIV và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Lợi ích của theo dõi tải lượng HIV đối với phụ nữ mang thai để sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Việc điều trị dự phòng ARV cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV hoặc mẹ có xét nghiệm HIV có phản ứng khi chuyển dạ, khi sinh. Từ khi mà thai phụ đi khám thai định kỳ, chúng tôi đã tư vấn từ lúc bắt đầu mang thai thì là người ta đã được hiểu và được tư vấn về những cái xét nghiệm và sự cần thiết của cái việc làm cái xét nghiệm HIV. Thế và đa số là các cái thai phụ mà khi mà vào khám thì đã được làm xét nghiệm từ lúc mà bắt đầu mang thai. Thế còn đặc biệt là đấy là ở người là đến với chúng tôi khi khám thai định kỳ. Thế nhưng cũng có cái trường hợp là thai phụ là không được khám thai định kỳ ở chỗ chúng tôi mà đến khi chuyển dạ hoặc là có vấn đề về trong quá trình mang thai nó có vấn đề về bệnh lý thì người ta mới được đến tại Bệnh viện Sản Nhi này và vào khoa của chúng tôi để điều trị. Đấy, và để sinh đẻ thì trong quá trình đấy thì chúng tôi cũng đã tư vấn, đã làm cho bệnh nhân để hiểu được cái mức độ cần thiết của cái việc là làm cái xét nghiệm sàng lọc HIV để làm gì, để nếu như có thì chúng ta có thể dự phòng trước và để ngăn chặn cái việc là lây truyền từ mẹ sang con. Bởi nếu như điều trị trước khi mang thai cho người mẹ thì cái khả năng ngăn chặn sang con nó là cao nhất. Còn nếu như khi vào sinh nở rồi mới phát hiện, chuyển dạ đẻ mới phát hiện thì khả năng, hoặc là không được điều trị thì khả năng lây truyền cho từ mẹ sang con nó rất cao, từ lên 25-40%. Thế thì cũng sẽ rất là nguy hiểm cho cái đứa trẻ và đến cái sức khỏe của đứa trẻ. 6 tháng đầu năm nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái đã tư vấn dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho trên 3.000 nữ mang thai, làm xét nghiệm HIV cho trên 1.900 sản phụ và 15 trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Các trường hợp dương tính với HIV đều được bệnh viện tư vấn điều trị. Nhờ đó, công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần mang lại niềm vui cho nhiều gia đình có sản phụ nhiễm HIV. Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi nhựa và khoảng 40% nhựa được sử dụng dùng để đóng gói. Từ năm 1969 đến nay, lượng nhựa tiêu dùng đã tăng gấp 20 lần và sẽ tăng nhanh theo cấp số nhân trong tương lai. Tại Việt Nam, mỗi năm thải ra môi trường 1,8 triệu tấn nhựa, trong đó có khoảng 730.000 tấn bị thải ra biển. Bình quân hàng tháng, mỗi hộ gia đình dùng và thải ra 1 kg túi ni lông. Rác thải nhựa rất khó bị phân hủy trong môi trường tự nhiên. Chai nhựa phân hủy sau 450 năm đến 1.000 năm. Ống hút, nắp chai phân hủy sau 400 năm đến 500 năm. Bàn chải đánh răng phân hủy sau 500 năm. Các loài động vật khi ăn phải rác thải nhựa có thể chết, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng, gây mất cân bằng sinh thái. Rác thải nhựa không được xử lý đúng cách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến không khí và môi trường nước. Khi đốt, rác thải nhựa sẽ sinh ra chất độc dioxin, gây ô nhiễm không khí, gây ngộ độc, ảnh hưởng đến tuyến nội tiết, làm giảm khả năng miễn dịch, gây ung thư. Khi chôn lấp, rác thải nhựa sẽ làm cho đất không giữ được nước, dinh dưỡng và ngăn cản quá trình khí oxy đi qua đất, gây tác động xấu đến sự sinh trưởng của cây trồng, làm ô nhiễm nguồn nước, làm chết các vi sinh vật có lợi cho cây ở dưới lòng đất.
Rác thải nhựa gây ra tình trạng ô nhiễm trắng tại các điểm du lịch, ảnh hưởng đến không gian nghỉ ngơi và thư giãn của con người. Để đảm bảo cuộc sống, sức khỏe cho mọi người, hãy hạn chế dùng đồ nhựa, đặc biệt là đồ nhựa một lần. Nên sử dụng đồ dùng nhiều lần, đồ có nguồn gốc thiên nhiên như tre, sậy, lá chuối thay thế cho đồ nhựa. Người dân cần bỏ rác đúng nơi quy định, chủ động phân loại rác ngay từ nguồn. Vì một trái đất xanh, hãy nói không với rác thải nhựa. Vì một trái đất xanh, hãy nói không với rác thải nhựa.